Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022, chiều nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt cán bộ cấp tướng, lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ. Cùng dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và 56 đồng chí sĩ quan quân đội cấp tướng đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông báo tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn Đà Nẵng. Nhờ diễn biến phức tạp về tình hình an ninh thế giới và sự chủ động của thành phố trong đề phòng với các âm mưu, thủ đoạn chiến lược, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Những kết quả hoạt động nổi bật trong công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang thành phố trong năm 2022. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố bằng tình cảm trách nhiệm đối với quê hương, bằng bản lĩnh kinh nghiệm được tôi luyện tiếp tục có nhiều đóng góp trong xây dựng và củng cố quốc phòng, tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, tiếp tục ủng hộ, đồng hành, đồng thuận với các chủ trương cũng như nhiệm vụ lớn của Đà Nẵng trong thời gian đến. Đồng thời giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, tham gia tích cực vào các chương trình kinh tế xã hội, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.